you couldn't hear me, like the cigarette you gave me that night in December. Got cold, it was frozen, you wrapped your arms around me. I know you remember. We've been on it on and off. Cutting up the floor in a sorority t-shirt, the same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, swearing on a Bible, baby, I'd never leave you. I remember how bad I need you when I taste tequila. When I taste tequila. When I taste tequila. Con đường đỏ đầy hoa phượng, tím sắc của bàng lăng. Trong cái nắng oi ả của tháng năm bao trùm lan tỏa, cũng là lúc không gian ngập tràn tiếng ve rộn rã, báo hiệu mùa hè đã đến. Mùa của sự chia ly, mùa của những cảm xúc bâng khuâng lưu luyến.
bịn rịn, yêu thương chưa kịp nói thành lời. 3 năm, một khoảng thời gian dài để các em học tập, phấn đấu và trưởng thành dưới mái trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Đó cũng là khoảng thời gian ý nghĩa với biết bao kỷ niệm của các em dưới mái trường với thầy cô. Để rồi hôm nay, thầy cô lưu luyến tiễn các em ra trường. Ai đó đã nói rằng con người sinh ra là để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. 3 năm, các em đã in dấu lại trên con đường, từng gốc cây, từng lớp học. Các em đã in dấu lại trong trái tim của cô những ký ức về các em. Lớp trưởng Linh Vũ luôn gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi. Bí thư Nhi luôn cố gắng trong các hoạt động phong trào để giành thành tích cho lớp. Các tổ trưởng luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Các tổ viên luôn biết lắng nghe. Các em yêu quý, trước mắt các em còn là một kỳ thi đầy cam go, vất vả. Sau giờ phút chia tay này sẽ là những ngày tháng tiếp tục miệt mài ôn luyện căng thẳng. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi mùa 79, ta lại thấy trên mái tóc cha mẹ, thầy cô điểm thêm màu bạc. Trên khuôn mặt những người thân yêu lại hẳn thêm những vết nhăn của thời gian. Cũng là lúc các em đã trưởng thành, vững bước trên đường đời. Thay mặt cho những người đã, đang và sẽ chăm chút cho các em trên chặng đường dài, cô cầu chúc cho các em luôn bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chúc cho các em với những ước mơ của mình sẽ luôn trở thành hiện thực và luôn nhớ về A7 của chúng ta.